phía trên hành tinh sao Mộc. Một con tàu vũ trụ trắng lệ xuất hiện từ một vết rách trên kết cấu không thời gian. Một người đàn ông mệt mỏi nhìn chằm chằm vào hành tinh to lớn này. Người đàn ông này không ai khác chính là thành viên lừng lẫy nhất của gia đình danh giá nhất vũ trụ, hoàng tử Balem của gia tộc Abrasak. Đối mặt với sao Mộc đáng sợ, phi thuyền mạnh dạn tiến vào, cắt xuyên những tia sét nhấp nháy trong mây. Một thành phố rộng lớn xuất hiện bên dưới bầu không khí dày đặc của sao Mộc, tiết lộ một thiên đường ẩn giấu. Thành phố này đặc biệt thuộc về Balem, hay chính xác hơn là toàn bộ sao Mộc và thậm chí cả hệ mặt trời đều là tài sản cá nhân của anh ấy. Nữ hoàng của gia tộc Abrasak bị sát hại và toàn bộ hệ mặt trời được để lại cho Balem như tài sản thừa kế. Công chúa lớn nhất có thể có được những hệ sao quan trọng khác, trong khi hoàng tử trẻ Titus chỉ nhận được một số hệ sao xa xôi và lập dị. Tất cả các hệ sao này, bao gồm cả trái đất và cư dân trên đó, đều được coi là tài sản cá nhân của họ. Người phụ nữ trên trái đất, cọ rửa nhà vệ sinh, tên là Jupiter, nghèo khó do cha cô say mê sao Mộc. Cô được đặt tên là Jupiter vì niềm đam mê thiên văn của cha cô. Trước khi cô chào đời, cha cô đã bị giết trong một vụ cướp khi đang bảo vệ chiếc kính thiên văn của mình. Sau đó, mẹ và dì của cô nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ cùng với đứa con không cha, Jupiter. Do tình trạng nhập cư bất hợp pháp của mình, Jupiter chỉ có thể kiếm sống bằng nghề dọn dẹp. Tình yêu thiên văn học của cha cô đã được truyền lại cho Jupiter, người muốn mua một chiếc kính thiên văn trực tuyến nhưng thiếu tiền. Theo gợi ý của người anh họ, Jupiter quyết định thực hiện một cuộc phẫu thuật phi thường. Sau một loạt thủ tục, cô đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Ngay khi cô sắp bị giết sau khi xác nhận danh tính, một người đàn ông bí ẩn mặc đồ đen bước vào phòng phẫu thuật. Dưới sự tấn công tức thời của anh ta, các nhân viên y tế đã tiết lộ danh tính thực sự của họ, tất cả họ đều là người ngoài hành tinh. Đột nhiên sau đó, tất cả đều bị loại bỏ bởi người đàn ông mặc đồ đen tên là Ken, một chiến binh biến đổi gen được hoàng tử Titus cử đến. Những người trong phòng phẫu thuật đều là tay sai của hoàng tử Balem, ngoài ra còn có thêm 3 thợ săn tiền thưởng đang theo dõi trong bóng tối, cũng do Balem cử đến. Ken thông báo cho Zubus rằng trái đất không phải là nơi duy nhất có sự sống trong vũ trụ, có những nền văn minh tiến bộ hơn con người. Tiết lộ này khiến Jupiter kinh ngạc, người cảm thấy khó tin. Tuy nhiên, trước kẻ truy đuổi phía trước và kẻ thù phía sau, Jupiter không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng Ken. Sử dụng một chùm ánh sáng, Ken từ từ tiếp cận con tàu vũ trụ có động cơ đang đến với họ. Đột nhiên, nhiều tàu vũ trụ nhỏ xuất hiện và sau một trận chiến khốc liệt, tàu vũ trụ của Ken đã bị phá hủy. Không còn phương tiện trốn thoát, họ phải dựa vào đôi giày bay của Ken để né tránh các đòn tấn công trên không. Tận dụng cơ hội, Ken chiếm giữ một con tàu vũ trụ khác và đẩy lùi thành công toàn bộ kẻ thù. Vì con tàu của họ đã bị phá hủy nên họ không thể rời đi nên Ken phải đưa Jupiter đến nơi ở của thủ lĩnh đàn anh, Stinger. Stinger có một số lượng lớn ong và khi nhìn thấy sao Mộc, chúng bắt đầu bay theo chuyển động của anh ấy. Stinger lập tức quỳ xuống, Sương Mộc là nữ hoàng, như loài ong chỉ phục tùng hoàng gia. Điều này giải thích tại sao 3 người thừa kế của gia đình Abrasak lại quan tâm đến sao Mộc. Trong khi Stinger chữa trị vết thương cho Can, anh ấy tiết lộ rằng Ken có đôi cánh trên lưng vì anh ấy đã tấn công một thành viên hoàng gia và sau đó đã bị tước bỏ chúng. Stinger cũng nói với Jupiter, một điều thậm chí còn khó tin hơn, hoàn cảnh của con người bắt nguồn từ một hành tinh tên là Horus. 1 tỷ năm trước, trái đất được phát hiện trong thời đại khủng long. Để đảm bảo sự phát triển an toàn của quá trình xâm chiếm giữa các vì sao và khai thác tốt hơn tài nguyên trái đất, con người đã bao vây và tiêu diệt khủng long. Tuy nhiên, sự phát triển thực sự của trái đất đã xảy ra cách đây 100.000 năm với mục tiêu nuôi dưỡng càng nhiều con người càng tốt. Khi dân số vượt quá khả năng của hành tinh, con người sẽ bị thu hoạch. Ngay khi Jupiter đang cân nhắc việc sử dụng thuật ngữ thu hoạch, thợ săn tiền thưởng của hoàng tử Balem đã tiến đến. Trái đất chỉ là một trang trại và con người cũng giống như gia súc và cừu, dễ bị bóc lột. Jupiter khi biết được điều này đã vô cùng sốc. Đúng lúc đó, tay sai của Balem xuất hiện. Ken và Stinger chiến đấu quyết liệt nhưng bị đông hơn. Ken bị bắt, còn Stinger và Jupiter trốn thoát ra ngoài ngôi nhà. Đúng lúc đó, thợ săn tiền thưởng xuất hiện, sử dụng súng tổ ong, họ hạ gục Stinger. Bầy ong tấn công những kẻ săn tiền thưởng, khiến Jupiter trốn thoát đến một cánh đồng ngô. Tuy nhiên, cô chưa đi được bao xa thì bị bọn thợ săn tiền thưởng hạ gục. Khi họ chuẩn bị mang Jupiter đi, hai người bạn đồng hành bất ngờ phản bội họ, đánh gục họ từ phía sau. Lợi dụng tình thế, Jupiter và quân nổi dậy lên một con tàu vũ trụ. Sau khi Ken xử lý kẻ thù trong nhà, anh ta lén lút đột nhập vào tàu của chúng. Chẳng bao lâu, con tàu đã đến một hành tinh xinh đẹp với bầu không khí mới, hóa ra đó là lãnh thổ của công chúa Kallik. Có vẻ như hai thợ săn tiền thưởng đã bị Kallik mua chuộc từ lâu. Kallik tỏ ra thân thiện với Jupiter và cho cô ấy xem bức tượng nữ hoàng. Cô tiết lộ rằng nữ hoàng đã bị sát hại khi hơn 90.000 tuổi và cấu trúc di truyền của sao Mộc giống hệt nữ hoàng. Nữ hoàng có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Kallik trong suốt cuộc đời của mình, nhưng giờ Kallik có ý định hòa hợp với Jupiter. Cô cũng chứng minh phép lạ trẻ hóa, ngâm các hạt vào một chất lỏng không xác định, khôi phục lại tuổi trẻ và sức sống.
Chất lỏng này cho phép con người thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian, mang lại sự bất tử. Kallik nói với Jupiter rằng trong vũ trụ chỉ có một nguồn tài nguyên đáng để tranh giành thời gian. Với tư cách là người kế vị được chỉ định của nữ hoàng, Sao Mộc có thể chọn trở thành nữ hoàng mới, được hưởng mọi đặc quyền và thậm chí đòi lại di sản của nữ hoàng, bao gồm cả trái đất. Lúc này, Ken đã tìm thấy Kallik và Jupiter. Với việc Shield đi vào quỹ đạo hành tinh thông qua sự liên hệ của Ken, Ken bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác vì Shield có tham gia. Shield là một tổ chức tương tự như đồn cảnh sát trên trái đất. Coulson hào phóng tuyên bố, nếu Shield can thiệp thì hắn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Giám đốc Shield đã cùng mọi người bay đến thủ đô liên bang Orus. Hành tinh phát triển cao này có những tòa nhà cao hàng chục nghìn mét nhưng vẫn quá đông đúc. Tại đây, Sao Mộc đã gặp luật sư giữa các vì sao của cô, Bob. Bob đã giúp Jupiter xử lý mọi thủ tục để kế thừa danh hiệu nữ hoàng. Tuy nhiên, trong quá trình này, mỗi bộ phận đều chuyển trách nhiệm và vướng vào các cuộc đấu tranh quan liêu. Bob miễn cưỡng dùng đến một số thủ thuật để hoàn thành suôn sẻ mọi thủ tục, lấy được chứng nhận danh tính của nữ hoàng thành công. Đúng lúc đó, Stinger cùng với người của Titus bất ngờ bắt cóc Ken và Jupiter. Hóa ra con gái của Stinger không thể được lập trình bình thường và Titus đã lợi dụng tình thế để buộc Stinger phản bội Ken và Jupiter vì lợi ích của con gái mình. Người của Titus giam Ken vào ngục tối và đưa Jupiter lên tàu của Titus. Trước khi rời đi, vì Ken không mang Jupiter đến cho Titus như đã thỏa thuận nên Titus đã lên kế hoạch ném Ken vào vùng tử thần. Trước khi hành động, anh ta thông báo với Ken rằng anh ta kết hôn với Jupiter chỉ để có được sự giàu có của cô và sau khi kết hôn, anh ta sẽ giết Jupiter. Nói xong anh nhấn công tắc để Ken trôi giạt trong không gian tối tăm. Ken kịp thời mặc bộ đồ du hành vũ trụ đã trốn thoát trong gang tấc. Khi biết Ken sẽ bị đày đến vùng tử thần, Stinger đã liên lạc với Shield để được giúp đỡ. Ngay sau khi Ken cạn kiệt oxy, họ đã đến và giải cứu anh. Trở lại tàu, Ken cuối cùng cũng hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan của Stinger. Anh chọn cách tha thứ và họ cùng nhau quyết định giải cứu Sao Mộc. Ở phía bên kia, Titus đưa Jupiter đến một nhà kho chứa đầy chai chứa chất lỏng. Titus tiết lộ cho Jupiter một sự thật vô cùng tàn khốc, chất lỏng này chính là thứ mà Kallik dùng để trẻ hóa. Nó được chiết xuất từ con người, với một đơn vị yêu cầu chiết xuất chất lỏng từ mỗi 100 cá thể. Trái đất giống như trang trại của họ và con người bị đối xử như gia súc và cừu. Khi gia đình Balem cần, họ có thể thu hoạch, đó là lý do Stinger trước đây sử dụng thuật ngữ thu hoạch, chất lỏng có thể khiến con người trẻ lại. Hóa ra được làm từ cơ thể con người. Mỗi lần phải mất 100 người mới sản xuất được một chai nhỏ. Nữ hoàng của gia tộc Abrasak trước khi qua đời bất ngờ ăn năn, quyết định chấm dứt hành vi cực kỳ vô nhân đạo này. Nhưng trước khi cô có thể thực hiện kế hoạch của mình, cô ấy đã bị giết bởi người cô ấy yêu. Titus Khaiman giúp hoàng hậu hoàn thành công việc còn dang dở. Nếu Jupiter cưới anh ấy sẽ bảo vệ nhân loại trên trái đất khỏi bị tổn hại. Và nếu anh ta bị giết, Sao Mộc có thể kế thừa di sản của mình và tiếp tục bảo vệ nhân loại. Đám cưới của họ chỉ để trưng bày, và dưới sự thao túng của Titus, Jupiter miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của mình. Khi đám cưới đã đi được nửa chặng đường, đặc vụ Shield đến cùng Ken, quyết tâm ngăn cản đám cưới. Để ngăn chặn Shield làm gián đoạn buổi lễ, Titus ra lệnh dùng mọi cách để ngăn cản họ lên máy bay. Họ kích hoạt vũ khí phòng thủ Warhammer, có thể nhắm mục tiêu và ngăn chặn mọi mối đe dọa đang đến gần. Ken và những người khác mặc người máy bay, phóng tên lửa để mở lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Warhammer. Với sự nhanh nhẹn, họ di chuyển vào bên trong. Mặc dù chuyển động của họ rất nhanh nhẹn, vô số phương tiện chiến tranh khiến tiến trình của họ trở nên vô cùng khó khăn. Cuối cùng họ đã vượt qua được hệ thống xe cộ và Titus nhận ra mình không thể kháng cự được nữa, đã phải bất đắc dĩ buộc Jupiter phải hoàn thành nghi lễ. Ngay sau đó, Ken lái một cỗ máy vào tàu vũ trụ, tiết lộ âm mưu của Titus với Sao Mộc. Bị lừa dối và bị từ chối, Jupiter giờ đã chán nản, chỉ muốn quay về kỳ nghỉ ở trái đất bên cạnh mình. Tuy nhiên, khi Jupiter trở về nhà, cô phát hiện ra rằng gia đình cô ấy đã bị hoàng tử Balem bắt đi. Vì sự an toàn của gia đình cô, Jupiter quyết định theo chân tay sai của Balem tới Sao Mộc. Nhưng những người này rất xảo quyệt, đóng lại các vết nứt không thời gian và chặn tàu vũ trụ của Shield ngoài vết đỏ lớn của Sao Mộc. Biết ơn sự an toàn của Sao Mộc, Ken, bất chấp nguy hiểm, điều khiển cỗ máy vào vết đỏ lớn xuyên qua bầu khí quyển đầy sấm sét của Sao Mộc. Máy móc cũng bị hư hỏng nặng. Ken va chạm với thiết bị hình tròn trong nhà máy. Dù trong hoàn cảnh đáng tiếc nhưng anh đã mở đường thành công. Bên trong cung điện, Balem cùng gia đình đe dọa Jupiter, buộc cô phải từ bỏ mọi quyền lợi cho nữ hoàng và chuyển giao toàn bộ tài sản cho anh ta. Nhưng Sao Mộc đã hiểu, nếu cô ấy từ bỏ quyền của nữ hoàng, không ai có thể ngăn Balem thu hoạch trái đất. Cô kiên quyết từ chối ký thỏa thuận. Trong sự do dự của mình, do tác động của Ken vừa rồi, nhà máy bắt đầu một chuỗi phản ứng nổ. Đúng lúc này Ken cũng lao vào cứu Jupiter, bảo cô ấy đưa gia đình anh ấy và rời đi trước. Ken ở lại để thu hút hỏa lực. Trong khi Jupiter rời đi cùng gia đình, cô ấy đã bị Balem bắt kịp. Đột nhiên,
một cây cột lớn đổ xuống và cả hai rơi xuống vực thẳm bên dưới cung điện cùng với con cá lớn dưới sự chỉ huy của Balem. Trong khi Kane đang vướng vào cuộc chiến với bọn tay sai, muốn giải cứu họ, anh ta bị một cái đuôi cá sấu quấn quanh cổ, được nâng lên không trung. Kane tìm thấy một thanh thép, nhét nó vào đuôi cá sấu và thoát khỏi sự kiểm soát của nó. Kane rất mạnh mẽ, nhưng con cá sấu cũng ghê gớm lắm. Sau một cuộc đấu tranh quyết liệt, Kane cuối cùng đã đặt bẫy và đánh bại con cá sấu lớn. Trong khi đó, Jupiter, người đã nắm lấy một sợi dây, đã leo lên cầu thang. Nhưng cầu thang không chịu nổi cái nóng thiêu đốt và bắt đầu uốn cong. Ngay khi cầu thang sụp đổ, Sao Mộc nhảy lên một cái bục, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đi được vài bước thì gặp phải Balem, kẻ đã đánh Jupiter một cách tàn ác bằng một thanh sắt. Tiết lộ rằng anh ta đã giết mẹ ruột của mình nhiều năm trước. Tức giận, Jupiter hung hãn nắm lấy vết thương của Balem, khiến anh đau đớn vứt bỏ thanh sắt. Vào lúc này, nền tảng họ đang đứng bắt đầu sụp đổ. Tất cả họ đều rơi khỏi sân ga. May mắn thay, Kane đã xuất hiện kịp thời cứu Sao Mộc đang rơi. Khi tàu vũ trụ của Shield đến giải cứu họ, nó sắp phát nổ do hỏng động cơ. Họ mở ra một vết nứt trong không thời gian, chuẩn bị sơ tán. Nhìn thấy tình hình này, Kane lao về phía phi thuyền. Với một tia sáng vàng, con tàu vũ trụ ngay lập tức được vận chuyển lên bầu trời phía trên trái đất. Khi mọi người than thở rằng Kane và Jupiter không thể trốn thoát, đường truyền vô tuyến của Kane được nghe thấy từ bên ngoài không gian. Mọi người đều vui mừng. Bộ phim kết thúc với cảnh Sao Mộc, giờ là nữ hoàng của vũ trụ, cọ rửa toilet một lần nữa. Cô ấy nắm quyền kiểm soát trái đất, cứu nhân loại khỏi vụ thu hoạch. Khi gia đình trao cho Jupiter chiếc kính thiên văn mà cô hằng mong ước, Kane lấy lại tư cách chiến binh của mình, đòi lại đôi cánh của mình. Sau bao gian khổ, cả hai yêu nhau. Kane cũng tặng đôi giày bay của mình cho Sao Mộc. Họ cùng nhau bay trên bầu trời tuyệt đẹp phía trên trái đất. Và bộ phim kết thúc.